Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục gửi tới quý vị các bạn với một thông tin rất là nóng và rất là đau lòng vừa cập nhật được. Đó là nói tới vụ thanh niên chết thảm vì bị làm ngơ, vô cảm hay tâm lý phòng thân. Câu chuyện này mấy ngày hôm nay làm dư luận trên cả nước rất là xôn xao trong vụ việc này. Và vợ của nạn nhân đã lên tiếng: tôi đau lắm nhưng trách ai bây giờ. Thưa các bạn, xem đoạn clip chồng tôi bị là tai nạn ngã xuống đường. Lúc đó 4-5 chiếc xe máy đi qua, thấy anh ấy nhưng mọi người không dừng lại cứu giúp. Tôi đau lắm nhưng không biết trách ai bây giờ. Đó là vợ nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ như vậy. Vào sáng ngày 16 tháng 12, chị Trương Thị Nhi ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện là Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết gia đình đã lo xong hậu sự cho là anh P, chồng của chị Nhi. Mấy ngày qua, chị Nhi cố nén đau thương để lo việc gia đình cho trọn vẹn. Nhắc đến cái chết thương tâm của chồng chị Nhi bật khóc. Xem đoạn clip chồng tôi bị tai nạn ngã xuống đường, lúc đó là có khoảng 4-5 chiếc xe máy đi qua, thấy anh ấy như vậy nhưng mọi người không dám dừng lại. Tôi đau đớn quá vì không ai cứu giúp chồng mình đang nằm giữa đường cá. Chị Nhi kể lại là đêm ngày 11 tháng 12, anh P điều khiển xe máy đi chơi với bạn. Hơn 21 giờ thì tôi được người dân gọi báo chồng mình đã bị tai nạn trên đường DT741. Đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo nên lập tức chạy ra. Đến nơi tôi thấy người dân tập trung rất là đông. Tôi nghĩ chồng chắc bị tai nạn nặng lắm chứ không nghĩ anh ấy đã chết rồi. Nếu được giúp sau khi tự ngã, chắc chồng tôi sẽ không bị xe khách cuốn vào gầm rồi ra đi bỏ lại vợ con như vậy. Tôi đau lắm nhưng không biết trách ai bây giờ. Chị Nhi nghẹn ngào cứ nói như vậy. Theo chị Nhi là anh B là lao động chính trong gia đình, anh làm thợ mộc, lương tháng gần 20 triệu nên đủ lo cho gia đình. Thường ngày anh B rất quan tâm vợ con, sống hòa nhã với hàng xóm nên ai cũng quý mến. Vợ chồng của anh B có hai người con gái, tuy nhiên bé lớn 8 tuổi sức khỏe không có tốt, còn đứa nhỏ mới chỉ có 3 tuổi. Ngoài việc lo cho gia đình, chồng con thì tôi có làm thêm tiệm tóc nhưng chỉ đủ tiền chợ. Giờ anh B ra đi, tôi phải gồng gánh khó khăn chồng chất, chị Nhi chia sẻ. Về chiếc xe khách là cuốn anh P vào gầm, chị Nhi cho biết đây là xe đời mới, đèn rất sáng nhưng không hiểu sao tài xế lại không quan sát thấy anh P nằm giữa đường. Sau vụ tai nạn, phía công ty xe khách đã đến nhà thăm hỏi gia đình và chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Sau khi anh P tử vong, chị Nhi đã đăng tâm trạng lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động với nội dung: đau em rất đau, nhớ em rất nhớ, anh yêu nghỉ nhé anh, vĩnh biệt anh mãi mãi. Và như báo Dân Trí đã đưa tin, khoảng 21 giờ 11 đêm ngày 12 ngày 11 tháng 12 năm 2020, anh P điều khiển xe máy lưu thông trên đường DT741. Khi đến trước một cây xăng ở là Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa thì tự ngã. Anh P nằm quằn quại trên mặt đường không thể ngồi dậy. Chiếc xe máy trượt về phía trước khoảng là 5 mét. Sau sự cố là khoảng 4-5 chiếc xe máy đang đi qua vị trí nạn nhân gặp nạn, nhưng tất cả chỉ nhìn lướt qua rồi làm ngơ, bỏ đi. Sau đó không lâu, một chiếc xe khách chạy đến không phát hiện anh B dưới đường nên đã tông trúng anh B, kéo đi hơn chục mét làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Quá khủng khiếp và quá đau lòng các bạn ạ. Và diễn biến vụ việc đã được là camera của cây xăng ghi lại. Sau đó đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao về sự vô cảm giữa là mọi người với nhau. Đúng là đau xót phải không các bạn? Rất là đau xót. Và nói về việc không ai dừng lại cứu giúp người gặp nạn, luật sư Trương Văn Tuấn,
Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, qua vụ tai nạn thương tâm này của anh P, chúng ta thấy rõ sự vô cảm của một số người tham gia giao thông khi gặp người bị tai nạn. Có thể do tâm lý của những người này sợ cơ quan chức năng gây phiền hà khi điều tra vụ án có thể bị triệu tập nhiều lần với tư cách người làm chứng, nên họ có thái độ tránh né, làm ngơ và không cứu giúp người là bị nạn. Khi gặp các trường hợp người tham gia giao thông bị nạn, cách tốt nhất để cứu được người bị nạn là gọi ngay đến tổng đài 115 hoặc 113 để nhận được sự trợ giúp, hô hoán mọi người xung quanh giúp đỡ và có thể dùng điện thoại quay lại cảnh cứu giúp người bị nạn để cung cấp cho cơ quan chức năng. Đây là cách vừa cứu giúp được người bị tai nạn nên gặp nguy hiểm đến tính mạng, vừa không bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần với tư cách người làm chứng. Đó là luật sư là Tuấn chia sẻ như vậy. Đúng, câu chuyện của người thanh niên này. Mấy ngày hôm nay trên Nga, trang mạng xã hội cũng như dư luận rất là quan tâm các bạn ạ. Và cũng rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra rồi. Tại vì nhiều người người ta nghĩ là phúc là xúc với tội. Vì rất nhiều vụ đã xảy ra và có nhiều người đã đến đưa nạn nhân đi bệnh viện. Rốt cuộc người nhà nạn nhân đã hiểu lầm và đuổi đánh. Đó, nên họ rất là lo sợ về cái vụ này. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện rất là đau lòng. Tại vì thì trên cuộc sống thì cũng có rất nhiều người tốt. Dù biết nguy hiểm nhưng người ta vẫn là cứu một mạng người. Nhưng cái vụ anh T vừa rồi quá đau lòng. Tại vì là đang chạy xe trên đường 741. Đó, thì anh ta bị té, tự nhiên té xuống thì rất là đau. Đó, rất là đau, ngồi giữa đường, té giữa đường. Và trong lúc đó thì có 4-5 chiếc xe máy chạy qua. Nhưng mọi người thì không có dừng lại để là giúp anh là đỡ xe cho anh dậy. Đỡ anh dậy, kéo anh vào lề. Thì không may sau đó thì một chiếc xe khách đã chạy tới và không biết quan sát thế nào mà tông thẳng vào người anh nó luôn. Và kéo chà đi. Đó, đến hơn 10 mét. Và anh đã chết tại chỗ, tử vong tại chỗ. Đây là một cái câu chuyện rất là đau lòng và được camera ở cây xăng đó ghi lại. Nên mấy ngày hôm nay là câu chuyện này rất xôn xao. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Xin hẹn gặp lại là các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Tôi rất chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn đóng góp ý kiến và ủng hộ kênh cho tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.